Ok và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thầy gì đây và tiếp tục với series đó chính là Diamond War phiên bản mới anh em ạ, đang phiên bản mới, phiên bản 1.7.99 đấy, phiên bản nó gọi là 98 hay là 99 anh em nhá. Đó thì link tải mình sẽ để phía dưới nhá. Thì cập nhật thêm những quả trứng rồng anh em có thể mua được ở trong shop đấy, anh em có thể vào shop mua bất kỳ quả trứng rồng nào mà anh em thích ha. Rồi thì đây thì team của mình đang khỏe vãi cả nồi rồi, khỏe vãi cả trưởng rồi anh em ạ. Trứng thì đầy rồi, mình trứng gì mình có ha. Xoài. Chiến anh em, let's go. Event battle phiên bản mới cập nhật trứng mới trong shop nha anh em. Anh em thích mua trứng gì trong trong shop cũng có hết thế thôi. Tao Mikenko. Mikenko, Mikenko. Cái này Việt Nam. À, có cái hình đẹp ghê nhờ. Hình như đẹp ấy, tiếp mình sẽ đổi lại hình này nha anh em. Hình như kiểu là tiên nhân ở trên trời ấy, nhìn trông rất là xịn. Nhìn trông rất là xịn sò con bò. Ui, what? Để ông già nhìn trông nó hơi bị gọi là bẩn bẩn bữa bữa anh em ạ. Tắt bớt cái gì ấy, sao có cái giao dịch gì ấy. Cái là cái quảng cáo thì nó hiện lên anh em ạ. Cay thật sự. À, không có quảng cáo đây luôn ha. Mình sẽ vào trong cái này profile. Mình đổi mặt edit. Mình lấy mặt, à có rất là nhiều mặt đẹp nha anh em. Đấy, mặt đấy này. Hello boy. Thiên nhiên chỉ lộ, trông đẹp phết nhờ. Trông đẹp, 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 đẹp và xịn xò con bò ghê. Nhìn hay hay. Tân 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 tân. Tân 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 tân. Oxville the Matisse. Hey, hey boy. Hey, hey boy. Vàng. Ok. Oxville Martel gì đó. Matisse. Phát là cũng mình cười ở mặt cho nó sợ. Kittidos. Chúng ta không có nào khắc chế con này đúng không anh em? What the fuck? À có, có bạn ơi. Nhưng mà con này mình nghĩ là để con này, để con này nó có nhiều cái chiêu giảm giáp thứ cho nó sợ. Đấy. Giảm giáp, giảm công, giảm thủ các kiểu là điều rất là nhiều giảm. Tấn công thoải mái, Iron Beam, ok. Ok bạn, tấn công thoải mái tôi đi. Tôi giảm giáp, giảm công, giảm thủ của bạn xuống trước á. Sao để con lửa nó vả thẳng mồm à. Là đẹp. Thế thôi, là hết được chấm anh em ạ. Là đúng là hết được chấm luôn. Ok, chúng ta có cắn để hồi máu, có giảm giáp thêm. Nhưng mà tôi sẽ chuyển sang con này ha. Cái vòng này nó có giảm cái gì không? Em mình ạ, cũng được, cũng khỏe vãi cả nồi. Cái này tăng thủ nè. Returns. À, ai à, ghê 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 ghê. Cào này như là giảm giáp hay sao nhỉ? Hey hey boy. Hey hey boy, chiêu này khá khỏe đấy anh em. Bắn trưởng lực ở trên trời xuống. Ấy, khỏe chưa? Sôi giảm công luôn. Chấp bạn luôn. Extra. Plus extra. Sợ. Sợ hãi không? Bạn đây sợ hãi không? Hellfire, ghê gớm à. Rồi anh em ơi, để con này vả thêm một quả chiêu lửa nữa là ngon. Chắc là chết đấy. Chết luôn. Tôi cười, tôi bẩn, bẩn bữa quá anh em. Ok, rồi anh em ơi. Con này quá khỏe. Cho con hồi máu. Crystical. Và tăng giáp ạ. Còn hồi máu rồi. Chấp luôn. Chấp đoạn luôn nha. Chấp bạn luôn. Nhưng bị giảm công phải không ta? Giảm công giảm thủ nhỉ. Quá khỏe. Con rồng vàng này là quá quá khỏe. Chấp luôn à. Cái này là hồi máu này. Thế nào được? Trừ khi có ăn hit bạn nhá. Trừ khi có ăn hit nhá bạn. Trừ khi one hit không thì nghỉ ngay nhá. Chắc là thua luôn mất. Volcanic
frame sweet. Bạn cay lắm, làm sao mà đánh được tôi? Bây giờ thấm chưa? Thốn chưa bạn? Thôi, con này búp đao này mà đánh nhé. Thắng rồi anh em ạ. Chẳng cần phải hồi máu con kia làm cái gì. Hồi máu làm cái nồi gì. Hello boy. Tấn công luôn. Rồi anh em ơi. Đấy, tiếp tục nhá. Hồi máu ấy anh em ơi. Ok. Rồi, next game nha. Rồi anh em, cùng chiến này anh em. Đấy, quả trứng này. Quả trứng rồng vàng này em. Thật sự là xịn sò luôn. Đúng là hết nước chấm anh em. Rồi, sao mạnh quá. Cái này nó quá mạnh. Rồi, nên đánh tiếp không? Tại vì tôi quá mạnh. Đây này, quả trứng này, baby này. Đấy. Golden baby legendary anh em ạ. Xin luôn đấy. Bá đạo hạt gạo thật sự. Vì nó quá khỏe. Chúng ta vẫn đang full tất cả các thứ. Đây là cô tiên anh em ạ. Không phải, đây là anh tiên. Anh tiên thì đúng hơn. Anh tiên. Ok anh em. Rồi anh em ơi, John Mock. Chuyện lâu ẩn. Xoắn gì bạn. Hết cười cho bạn ơi, hết cười đi. Hết cười chưa? Hết cười cho bạn ơi. Cười đã, cười nữa đi. Đổi hoặc là đánh. Bèm xài. Mà con nước này không bao giờ nó có thể đánh được mình. Đó là điều. Đó là điều chắc chắn. Mày có con gì tao khắc chế mày con đấy. Oh my god. Chạy luôn anh em ạ. Rồi ok, chị link tải sẽ để phía dưới phần comment nhá.